toàn cảnh tang lễ nghệ sĩ Hoàng Lan, đến phút cuối vẫn ra đi hưu quạnh. Sau hơn 10 năm chiến đấu với bệnh tật, nghệ sĩ Hoàng Lan đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 23 giờ 30 phút ngày mùng 4 Tết, tức ngày mùng 4 tháng 2 năm 2022. Tang lễ được tổ chức vào ngày mùng 5 tháng 2, tức mùng 5 Tết tại chùa nghệ sĩ, và linh cữu cố nghệ sĩ sẽ hỏa táng tại trung tâm Bình Hưng Hòa vào 6 giờ 30 phút sáng mùng 6 tháng 2, tức mùng 6 Tết. Lễ tang của người nghệ sĩ tài hoa diễn ra rất đơn giản. Nghệ sĩ Phi Phụng, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi chia sẻ cô và đồng nghiệp đã cố gắng thu xếp cho tang lễ của cố nghệ sĩ Hoàng Lan, nhưng vì bà mất liên lạc với gia đình từ lâu nên các thủ tục và mai táng cũng ít nhiều gặp trở ngại. Buổi tiễn đưa vắng lặng, không có nhiều nghệ sĩ và cả người thân của Hoàng Lan. Nghệ sĩ Hoàng Lan đổ bệnh từ năm 2011, bà mắc thêm chứng bệnh Parkinson, cột sống, giãn tĩnh mạch. Mắt phải của cố nghệ sĩ bị hỏng và phải nằm một chỗ suốt nhiều năm qua. Người nghệ sĩ tài hoa ấy đã sống một cuộc đời đẫm nước mắt, mong muốn được hưởng sự hạnh phúc đơn giản nhất, nhưng số phận luôn trêu đùa, một mình bà xoay sở giữa bộn bề cuộc sống. Cố nghệ sĩ Hoàng Lan ra đi mãi mãi khi chẳng còn điều gì vướng bận, một cách để giải thoát cho cô khỏi sự đau đớn của bệnh tật. Bà Lê Thị Thắm, em kết nghĩa và là người chăm sóc nghệ sĩ những ngày cuối đời cùng người thân đã chăm lo chu toàn hậu sự. Cuối cùng, tiễn đưa người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh, bà Thắm bày tỏ, bệnh tình trở nặng, cộng thêm chi phí điều trị cạn kiệt, chị Hoàng Lan rơi vào bế tắc lâu nay. Chị luôn buồn khổ vì bệnh tật, tiền bạc. Giờ chị ấy đã ra đi, cũng xem như đã được giải thoát khỏi đau đớn, sầu não. Nhận tin tang sự vào ngày đầu năm, ai nấy đều rất đau lòng. Trấn Thành nghẹn ngào gửi lời tiễn đưa. Ai yêu thương chị tôi, ái mộ chị và xem trong nhà ngoài phố. Một người phụ nữ đóng vai đòi nợ nhưng ngoài đời sống. Hiền lắm, tôi đang giúp cho hai người vì tôi thương nghệ sĩ lắm. Tại vì nghệ sĩ họ đóng góp nhiều quá, nhưng nhiều khi họ không được ghi nhận như công sức của họ thì xế chiều hơi hiu quạnh. Ca sĩ Quang Thành nhẹ nhàng an ủi, từ nay thôi hết khổ đau, trả lại nhân gian những nụ cười. Thuộc thế hệ nghệ sĩ sân khấu kịch thành phố sau 1975, rất nhiều những vai diễn sân khấu, màn ảnh, truyền hình, đặc biệt ấn tượng trong nhà ngoài phố một thời. Trải qua những ngày tháng thăng hoa của sự nghiệp và rồi đau bệnh ở những năm cuối cùng, khán giả sẽ nhớ mãi chị. Cảm ơn chị những nụ cười để lại, từ nay bình yên chị nhé. Nghệ sĩ Hoàng Lan sinh năm 1959, bà đam mê hát cải lương từ năm lên 7 tuổi, học dự thính ở Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, nay là Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, và trở thành diễn viên đoàn kịch Nói Cửu Long Giang năm 17 tuổi cùng các đồng nghiệp đương thời như Kim Xuân, Thương Tín, Minh Hạnh, Quốc Hòa. Cố nghệ sĩ từng ghi dấu ấn sâu đậm với khán giả bằng những vai diễn trong các phim Cô Thư Ký Xinh Đẹp, Cổng Mặt Trời, Sóng Gió Cuộc Đời.